Xin chào tất cả anh chị em. Sáng ngày 26, sáng hôm nay thì bữa nay em một ngày em chỉ lên có một like duy nhất nha nhé. Vì thứ nhất là đồ hết và em cũng bận công việc, cho nên là mỗi ngày em chỉ lên có một like thôi nhé. Anh em chịu khó theo dõi chờ hôm nào có đồ mới thì em mới lên ngày 23 like. Bữa nay nói chung là khô mỏ treo trên băng rồi. Rồi, đầu like em lên một con áo M65, vẫn là M65 anh em. Hôm nay nói chung là đồ cỏ thì hết rồi, còn M65 mới khui nữa thôi. Một con M65 dây keo nhôm, khóa là 2 số 7. Khóa 2 số 7 nha, hàng chuẩn cấp phát nha. Nói chung là tiền nào của đó anh em ạ. Những con nào đẹp thì em lên cho anh em, còn đồ cũ nó không được đẹp mình lên sau nha. Cái cổ có sử dụng rồi, nó có dính một chút dơ này, nhưng mà nó vẫn còn nghe mùi chất vải, tức là mùi chất vải. Thường là nó chỉ giặt, nó giặt qua thì nó bay mất cái mùi chất vải của nó. Con này thì đang còn nghe mùi vải, tức là nó bẩn rồi mà nó chưa giặt. Size small, medium long. Medium long là 7 đến 80 kg và cao 1m74 trở lên nhé. Anh em nhớ giùm em nhé. Con này đời 71. Con này đời 71. Cái thằng M65 mà túi màu xanh là đời 69, 70 và 71. Dây kiểu nhôm nha anh em. Còn cái thằng đời đầu của dây kiểu đồng là đời 72. Lót ở trong màu xanh và búp lin rất là đẹp luôn. Tem trên tem dưới đầy đủ, dây trên và dây dưới cũng đầy đủ luôn. Con này màu hành, không phải màu ô liu. Hành hành một chút thôi, hành hành một chút mới là hấp dẫn anh em ạ. Màu xanh mà xanh đét quá nhiều khi nó cũng có cái hay. Mỗi người mỗi sở thích. Ở đây có một chấm dơ nhỏ ti 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 thôi này, nhỏ siêu siêu thôi. Dây trên dây dưới đầy đủ nha anh em. Còn cái ống tay này, có ống tay, nói chung là con này mới nhưng mà nó bị dính cái gì á, cái vết gấp. Ôi con này nó bị ấy rồi, con này em tính bán 6 triệu mà nó không được rồi. Cái vết gấp này nó bị dơ mà nó bị nứt luôn này. Này em nhìn kỹ cái chỗ vết dơ, vết gấp này, chỗ này không biết lý do sao kiểu lâu ngày không có bảo quản được, cái chỗ đó nứt rồi. Và đây có 1 chấm 2 chấm, mấy chấm nhỏ nhỏ nha. Thực ra là con này mới lắm. Ở đây có một chấm dơ nhẹ nhẹ nữa này, nhỏ xíu xíu thôi, không có đáng kể cho lắm. Nó mới và vải của nó lì ơi là lì luôn. Lì không? Trời ơi, em nói thiệt anh em, chứ em bán đồ mà gặp được mấy con mới là em khoái hết cỡ luôn. Dính răng luôn á. Xanh lè, xanh lè, xanh lè. Cái vết gấp bên này chưa có, chỉ có dính một chút dơ thôi nha. Bên kia không hiểu lý do tại sao á, nó bị như vậy thôi. Trời ơi, nó xanh đét đẹp như thế này mà. Rồi con này em bán 6 triệu này. Bây giờ em sẽ phải bớt cái vết gấp chỗ tay này, này thì nó chả có ảnh hưởng gì đúng không? Nó chỉ gấp như thế này thôi à, mình chả có ấy. Nhưng mà cái chỗ này em thấy nó bị dơ, mà dơ riết không giặt, mà để cho nó bị chút chỗ này. Con này giờ bán 4 triệu rồi. Em ghi 6 triệu vì em nhìn cái dơ đó em nghĩ là dơ thôi, chứ không phải là nó bị. Nhưng mà giờ bớt xuống 4 triệu rưỡi. Mã 34 mở hàng đầu like của em nhé. Tiếc con áo mất cả 1,5 triệu. 4,5 triệu nha anh em. Em nào có nhu cầu thì ủng hộ mở hàng đầu like giùm em này. Tiếp một con dây keo nhôm nữa. Nói chung là những cái lô này là lô đầu tiên thì đẹp. Ai muốn tìm cho mình một con mà mơ mộng, có nghĩa là ước ao cho mình tìm được một con áo đẹp, thì anh em chỉ có theo dõi mấy cái like này thôi. Chứ còn mà chờ cú chốt sau nữa thì nó người ta lừa, người ta lọc hết rồi nhá. Hoặc là không phải lừa lọc mà em để lại những con sau cùng không có đẹp. Tiếp con M65 này, con lót, cái lót trần đỉnh không? Quá là chất luôn. Con này là size regular.
lát rêu lơ 80 đến 90 kg và cao 1m7 đến 1m74. Đời của nó con này sao nó không ghi đời đấy? Con này lại không có ghi đời này. Đây, nó có tem trên tem dưới mà dòng này không hề ghi đời nhá, không hề ghi đời. Dây keo nhôm hai tem, coi túi chay, túi trắng hay túi xanh, mà túi xanh nó lại là bản thí nghiệm, gọi là bản contract của cái thằng đời dây nhôm, dây đồng nhảy qua dây nhôm nữa rồi. 64 đúng phải, M64. Nhưng mà con này là em bao hàng cấp phát nha. Con này là bao hàng cấp phát này, cổ đuôi cá này. Cổ đuôi cá nha anh em. Còn cái đầu cài này rất là ngon lành cành đào luôn. Khóa này, cái dòng khóa của thằng M51 này. Dòng khóa của M51 nha anh em. Rồi, ok. Con này cũng là màu hanh luôn, nhưng mà rất là mới keo. Con này anh em dòm cái cổ này là cổ chưa có sử dụng luôn. Nói chung rờ mấy bản contract thì anh em cũng hơi mệt đó, vai 57. Ai mà dân sành điệu biết chơi M65 thì mới biết những cái bản này thôi, dài 81 mới keo. Vải thì lì, không? Vải rất là lì này. Đấy, mới. Ở đây có một chấm dơ. Nói mới keng là do ở trong khui đồ mình mới lụm được một vài con thôi. Chứ mà nói mới keng là bình thường thì khó lắm. Không phải là con nào cũng được con mới keng đâu nha, mà được có vài ba con thôi. Ở đây có một chấm dơ nhỏ xíu xíu này. Cái dòng này là như kiểu nó bị dăng cái gì lên. Anh em nhìn thấy không? Đây này, có một chấm dơ này. Đấy, nhỏ xíu xíu vậy đó. Qua bên cổ tay này nó cũng bị dơ này. Nhất là những cái hàng bị tồn kho nha em. Hàng tồn kho là hay bị những cái vết ố này lắm. Chả hiểu đi vô tại sao luôn đó. Ở đằng sau lưng này, ở đây nó bị dính dơ này. Dính dơ nha, 2-3 chấm luôn. Đây có một chấm rồi này. Đây này. Và đây có một vết dơ đất mạnh hơn nữa. Áo thì rất là mới, bao mới đỉnh luôn rồi đó. Nó có sử dụng rồi, nó còn chưa giặt. Nhưng mà đây có vết gấp này. Gấp này không phải là gấp dơ, không phải là gấp đã sử dụng, nhưng mà gấp như kiểu là bị dơ á. Nó sử dụng thì chắc chắn là phải sử dụng rồi, còn nó chưa giặt thôi. Ở đây nó bị dơ một chút rồi này. Xanh lè nha. Con này ai 80 đến 90 tí mới vừa, và cao 1m7 đến 1m74, có cả lót đi kèm luôn á. Xanh đẹp. Nói về con này, ai mà chấp nhận được cái vết dơ của nó thì con này khá là đỉnh. Nhưng mà tiền nào của đó nha anh em, size large nó sẽ rẻ hơn size medium, và medium rẻ hơn small. Dây keo nhôm túi xanh thì nó nằm thường đời 69, 70 và 71, ba đời túi xanh thôi. Rồi con này size to em bán rẻ nha, 6 triệu, mã 33. Con này nếu như mà nó size medium thì anh em biết con này là bao nhiêu mà. Medium nó nằm nếu mà nhảy qua cái đời túi trắng thì là 18 đến 20 triệu, không có bị vết dơ. Thì nó bèo nó về 15 triệu đúng không? Giá con này chỉ có 6 triệu thôi. 6 triệu bèo nhèo rồi. Tiếp một cái con áo Canada màu ô liu như em. Chất vải thì nó không phải hạt cát, cũng không phải là bốc linh. Cái dòng này, cái chất vải của nó rất là mát, thoáng mát. Thì nó ngang hàng với thằng túi chéo của lính Mỹ. Vai 47 và dài áo là 72. Mới chưa có sử dụng nha anh em. Con này là 60-65kg, 50-60 là thoải mái, còn 65 là bon chen vào á. Ai có cái bụng thon gọn mới được, còn bụng to là 65 là no nha.
Thì anh em về lên full tem UF của lính Mỹ cho em. Rất là đẹp. Rồi chốt con này dùm em 700.000 mà 32. Em sale, giá sale của áo Canada nha. Còn thông thường cũng không có giá này đâu. Tiếp một con M51. M51 dây kéo đồng M51 này. Con này cũng size to. Lát sọt. Hàng chuẩn cấp phát anh em. Lát sọt. M51951 này. Anh em yên tâm, bên em bán thì anh em đã biết rồi phải không ạ? Anh em theo like là biết rồi phải không ạ? Dài 106. À, dài 110 và bụng 106. Bụng 106 anh em có thể đôn về bụng 100 được nhé. Xinh lè. Rất là đẹp luôn. Màu ô liu á. Màu này hơi hay một chút. Cái thằng M51 thường nó đậm, nó đen, nó già, nó dặn, nhưng mà con này lại màu nó kiểu giống của thằng đời năm 68, đời số 5 năm 68, nguyên da luôn, đẹp mới 96 đến 98% luôn. 3 triệu mã 31. Tiếp một con M43, M43 màu xanh lưu, vai của nó là 43, dài áo là 70 nhé, 43, 70. Nó là 14R. R là Railer đó. Ở trong này có mã thùng này. Em bao hàng cấp phát cho anh em nhé. Mới kết spam. Đấy, M43. Cái dòng M43 là không có xài dây kéo mà xài bằng cúc này. Mới kết spam luôn. Mới kít, mới kết. Rồi. Em nói thiệt anh em chứ thời gian gần đây anh em thấy hàng hóa bây giờ không có lấy được nữa luôn. Nói về hàng tào lao thì đầy, nhưng hàng chuẩn Mỹ nó đang kiệt quệ, tức là bị cháy hàng, kiệt quệ hàng, hàng khô hiếm, khan hiếm. Cho nên bây giờ mình anh em mà có cơ hội thì anh em mua, chứ ngày mai em cũng không biết như thế nào nhá. Anh em thấy rồi đó, những các mặt hàng khác tới bây giờ đã chờ một tháng trời mà vẫn chưa có hàng. Vì lý do em bán cho anh em một ngày một like là vì không có đồ nữa. Không có đồ để bán và ngày mai em không biết. Không biết sẽ ra sao nhá. Anh em có cơ hội thì mua trước để biết của mình thôi chứ. Con này 60 đến 70 kg. Chiều cao của em 1m58, em bận chiều cao là ok luôn nè. Chốt giùm em con này giá 3 triệu mã 30, quá là đẹp. Cái này là nam nhá. Nếu mà nữ bần thì ok luôn. Nữ bần cũng ok, chỉ khó dài tay một chút. Còn áo này là áo của nam. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em ngày mai. Sáng ngày mai ta lại tiếp tục ha. Em chỉ có mời salon mới để duy trì cho anh em thôi. Chứ ngày mai ngày kia em cũng không biết như thế nào. Chúc mọi người một ngày mới an lành. Và mai hẹn gặp lại.